đây cho các bạn. Nếu như ở thương hiệu Mercedes-Benz, những cái trang bị AMG từ trước tới nay thường thường là sẽ dành cho những cái phiên bản cao cấp nhất của từng cái dòng xe. Ví dụ như dòng C thì có C300, dòng Y thì có Y300 AMG. À, những cái trang bị cao cấp nhất, những phiên bản cao cấp nhất sẽ có AMG. Nhưng hôm nay vừa về bên mình một chiếc xe với một cái trang bị AMG rất là đặc biệt mà từ trước đến giờ lần đầu tiên cá nhân mình thấy, đó chính là chiếc C180 AMG. Ngay ở phần đầu xe chúng ta thấy là nó ngầu hơn, đẹp trai hơn so với cái phiên bản trước nhờ vào cái mặt nạ kim cương này, cái mặt nạ hiệu ứng kim cương. Đây là một điều mà khách hàng rất là thích trên cái trang bị AMG. Nó làm cho cái khuôn mặt trở nên sáng sủa hơn. Phía dưới chúng ta có một cái cản dưới của AMG nữa các bạn, được cắt xẻ với những cái họa tiết rất đẹp. Và ở dưới đây chúng ta có một cái đường chrome. À, so với phiên bản C300 AMG thì những cái gói thể thao thế này đối với chiếc C180 nó là không có được sơn đen. Nhưng với C300 thì chúng ta được sơn đen ở một số cái chi tiết thì nó sẽ ngầu hơn một chút các bạn ha. Nhưng mà có một số khách hàng lại thích nó chrome như vậy hơn là sơn đen. Và kết hợp là cái cụm đèn pha full LED dạng 2 tầng rất là quen thuộc. Tuy không phải là đèn multi beam nhưng cá nhân mình thấy thì cái đèn này kết hợp với lại cái mặt nạ mới này và cái cản dưới, à, nó tạo nên một cái vẻ rất là hài hòa. Và một điểm nhỏ nữa mình muốn giới thiệu đó chính là cái phần màn cá này. Nhỏ thôi nhưng mà nó tạo cho chiếc xe có một cái vẻ nó góc cạnh hơn các bạn. Ở dưới nắp capo này là khối động cơ cũng không có gì là mới ha, nhưng mình cũng muốn giới thiệu lại để cho những khách hàng lần đầu tiên muốn tham khảo cái dòng C180 này có thể biết nha. Dưới nắp capo là khối động cơ 1.5 lít tăng áp kép các bạn. 1.5 lít tăng áp kép. Với một số khách hàng thì con số 1.5 thì nó nhỏ, nhưng với những chiếc xe Đức á, theo xu hướng hiện nay là dung tích nhỏ nhưng sẽ có những cái công nghệ cao cấp đi kèm, ví dụ như là tăng áp kép vân vân, để mà nâng cao cái hiệu suất của động cơ lên. Cỗ máy 1.5 tăng áp kép này sản sinh công suất cực đại lên đến 156 mã lực các bạn, và mô men xoắn lực kéo cực đại lên đến 200 Nm. Kết hợp với lại hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau, dư sức giúp chiếc C180 AMG chúng ta có thể bứt tốc một cách rất là nhanh chóng luôn. Ở trên chúng ta có một cái tấm để mà cách âm khoang động cơ ở bên trong. Ở phần đầu xe chúng ta có 6 cảm biến phía trước cũng như là sẽ có 6 cảm biến phía sau, và rất là an toàn các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ tiến sang phần hông xe nha. Chiếc xe của chúng ta dài gần 4m7, một con số cũng không quá lớn đâu, nhưng mà do là thiết kế đặc trưng của người Đức là cái phần đầu nó dài nên sẽ cảm giác là cái xe nó rất là trường xe. À, kết hợp với lại hai cái đường gân được dập nổi xuyên suốt tạo nên cái vẻ rất là cứng cáp. Và cái điểm nhấn ở cái sự thay đổi đặc biệt ở cái phiên bản AMG này đó chính là cái bộ mâm. Cái bộ mâm AMG 5 chấu kép hình ngôi sao, à, giúp cái xe trở nên có gì đó nó xịn sò hơn các bạn. So với chiếc C300 AMG thì cái kiểu mâm này giống, nhưng mà cái C300 á, thì nó sẽ được sơn đen ở bên trong. Và cái kích thước mâm này là mâm 18 inch so với lại 17 ở thế hệ 2020. Điểm đặc biệt hơn nữa đó chính là hệ thống treo. Ở cái phiên bản 2020 á, thì chiếc C180 của chúng ta sử dụng hệ thống treo thường Agility Control. Nhưng đối với phiên bản mới AMG này thì chúng ta đã được trang bị hệ thống treo thể thao, giúp chiếc xe chúng ta trở nên đầm hơn, chắc hơn, ôm cua sướng hơn các bạn ha. Rồi xuống phía dưới ha các bạn. Xuống phía dưới thì chúng ta có cái
phần thiết kế đuôi rất là hài hòa. Nổi bật là cái cụm đèn hậu hình cánh hạc với hai cái dải LED đan vào nhau rất là đẹp. Và mình muốn nói ở điểm nhấn của phần đuôi đó chính là cái cản sau. Cái cản sau này cũng được trang bị gói AMG đồng nhất với cản trước các bạn, với những cái cánh lướt gió rất là khỏe và một cái đường chrome được uốn lượn các bạn, với hai cái ống xả kép hai bên. Chúng ta xem cái phần cốp nha. Cốp rất là rộng, tuy là một chiếc xe kích thước không quá lớn nhưng cốp rất là rộng. Và chúng ta có thể gập hai hàng ghế này lại để chúng ta gia tăng cái diện tích chứa đồ. Khoang để đồ sẽ được phẳng luôn và chúng ta có thể để từ dưới lên trên, rất là tiện lợi ha. Chiếc C180 AMG này về an toàn thì không có gì thay đổi so với phiên bản trước. Cũng có những tính năng an toàn hàng đầu rất là cao cấp của xe. Ví dụ khi mà chúng ta đi tốc độ từ 50 trở lên, chúng ta thăng gấp á, thì ba cái đèn hậu này sẽ chớp liên hồi để người sau biết mà không đụng vào đuôi của chúng ta. Hoặc là xe sẽ có những hệ thống ví dụ là cân bằng điện tử tích hợp chống trượt, hệ thống mà chống bó cứng phanh ABS, rất là nhiều hệ thống an toàn kết hợp với 7 túi khí xung quanh xe. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe C180 AMG mới này để xem nó như thế nào nha. Như thường lệ thì chúng ta sẽ xem phần cánh cửa trước ha. Theo mình thì chiếc C180 AMG này có phần cánh cửa nó hơi đơn giản. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết nha. Ở trên chúng ta có được ốp nhựa mềm này. Tuy là nhựa nhưng cái phần này mà theo mình thấy cũng cao cấp. Nhựa mềm cao cấp các bạn ha. Ở dưới chúng ta được ốp nhôm và phay xước. Loa thì chúng ta được trang bị loa tiêu chuẩn thôi. Và chúng ta được trang bị chỉnh điện hai ghế trước, không có nhớ vị trí các bạn ha. Một cái điểm nhỏ thôi nhưng rất là hay ở chiếc xe này, đó chính là những cái nút chúng ta thấy nè, được mạ chrome. Cho tiến sát máy quay cho xem nha. Mạ chrome giúp cái phần xe trở nên nó sáng sủa và nó sang hơn các bạn. Ở dưới đây được ốp da này. Và đây là nhựa thôi, nhựa mềm các bạn. Rồi chúng ta vào trong nha. Chúng ta ngồi bên trong một chiếc C180 AMG. So với cái phiên bản trước thì không có gì thay đổi các bạn. Vẫn là những cái nét thiết kế rất là trẻ trung. Nổi bật là cái phần ốp này. Phần ốp này theo cá nhân mình thì mình không có thích chất liệu này cho lắm. Thì nó sẽ, tuy nó bóng nó đẹp á, nhưng mà nó sẽ dễ trầy và dễ là dấu vân tay. Kết hợp với những cái hốc gió, chúng ta được mạ chrome này, rất là chỉnh chu. Và dàn lạnh của chúng ta tiến sát lại ha. Dàn lạnh thì cũng được mạ chrome phay xước rất là đẹp, với cái trang bị là hệ thống điều hòa tự động hai và độc lập các bạn ha. Rồi trước mắt chúng ta là một cái vô lăng ba chấu rất là thể thao. Chúng ta xoay cái vô lăng này so với C300 á thì nó sẽ hơi nặng hơn một tí. Chính xác hơi đầm hơn một tí so với C300. Và cái cảm giác mà cầm nắm á, so với C300 AMG á, thì chắc chắn sẽ không bằng rồi. Tại vì vô lăng này vô lăng tiêu chuẩn thôi. Và chất liệu da cũng là da Actico thôi, chứ không phải là da Nappa như là C300. Thì đúng rồi, cả hai chiếc xe chênh lệch khoảng 500 triệu mà các bạn. Thì nó sẽ có những cái trang bị nó khác nhau như vậy. Thì trên vô lăng của chúng ta được tích hợp những cái nút được mạ chrome phay xước rất là đẹp, với những tính năng ví dụ như là giới hạn tốc độ này và ga tự động, điều này cũng rất là quen thuộc rồi. Bên trong chúng ta có một cái màn hình cơ, màn hình cơ cũng rất là rõ nét các bạn. Rồi sang bên phải chúng ta có một cái màn hình. Theo cái khẩu vị của mình á thì mình thích một cái màn hình nó lớn hơn. Giống như cái phiên bản C200 và cái C300 thì cái nội thất nó sẽ sang hơn các bạn. Cái màn hình này sẽ được điều chỉnh trên cái touchpad quen thuộc này đây. Chúng ta có thể vuốt này hoặc xoay. Rất là tiện lợi. Và trên màn hình này cũng được tích hợp cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Để ly, để đồ các bạn ha. Và xung quanh cái touchpad này chúng ta được trang bị những cái nút ví dụ là chế độ lái này,
Eco này là tiết kiệm nhiên liệu nè, đó. Và Comfort là êm này, ga êm, vô lăng sẽ êm các bạn ha. Sport thì nó sẽ bốc hơn, vô lăng đầm lại. Sport cộng là chế độ mạnh nhất của xe. So với C300 AMG á, thì cái chế độ lái của C180 á, nó không có can thiệp vào cái hệ thống treo. Nhưng mà C300 sẽ can thiệp trực tiếp vào hệ thống treo các bạn. Còn trên chiếc C180 này, khi chúng ta thay đổi chế độ lái chỉ can thiệp vào động cơ, hộp số, vô lăng và hệ thống cân bằng từ ESP thôi. Rồi, chúng ta cũng được trang bị camera lùi. Tuy là màn hình hơi nhỏ nhưng mà bù lại camera sẽ rất là nét các bạn. Rất là nét. Đấy. Ok. Ở trên này chúng ta được ốp nhựa mềm cao cấp. Và ở dưới chúng ta cũng được ốp nhôm phay xước. Tiếp theo hàng ghế các bạn ha, do là một chiếc xe mới về nên mình chưa có tháo cái bọc ni lông ra. Cái ghế của chúng ta được trang bị là da Artico, một loại da nhân tạo các bạn ha. Rồi, mình sẽ điều chỉnh cái hàng ghế sao cho phù hợp với vị trí lái của mình. Bây giờ mình sẽ ra phía sau để xem cái hàng ghế sau này như thế nào nha. Mình đang ngồi ở khoang sau của chiếc C180 AMG thế hệ mới. Tuy sở hữu một kích thước không quá dài nhưng theo mình ngồi rộng, chân rộng nè các bạn. Chân một khúc nè. Và ở dưới chúng ta có một cái hốc để chúng ta để cái bàn chân của chúng ta. Ở trên thì trần thoáng, trần chúng ta được bọc nỉ ha. Da mềm các bạn. Tuy là da Artico thôi nhưng mà mềm, bề tựa tay, thoải mái các bạn. Và có những cái hốc gió được mạ chrome. Ok. Hơi tiếc chút xíu là xe không có được trang bị cái rèm ha các bạn. Mình lại thích rèm phía sau hơn. Không sao, chúng ta có thể dán phim cách nhiệt ha, để chúng ta bù lại cái khoảng này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lái thử chiếc xe này để xem nó như thế nào nha. Rồi, chúng ta về đê nha, cần số ở trên. Chúng ta chỉnh vô lăng nè, vô lăng chúng ta chỉnh cơ ta, cũng chưa được chỉnh điện đâu. Về đê này, rồi chúng ta lên đường. Mình đang đi ở chế độ Comfort các bạn. Như mình nói, con số 1.5 nhìn qua thì có vẻ hơi gọi là hơi nhỏ. Nhưng như mình nói đó, với những cái công nghệ hàng đầu thì con số này được người Đức tối ưu hóa lên rất là nhiều. Bằng chứng là những cái nước ga đầu tiên mình cảm nhận là nó bốp các bạn, bốp và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này 100 cây đường trường á thì khoảng tầm 6,5 thôi, rất là tiết kiệm các bạn. Và vô lăng khi chúng ta vần gọi là không quá nhẹ đâu, nhưng mà đủ đầm, hơi đầm hơn một chút so với C300. Ôm cua rất là chắc các bạn. Khi mà chúng ta đi chiếc xe này trong nội thành, do là sở hữu kích thước gọn nên chúng ta xoay sở nó rất là lanh, rất là nhẹ nhàng. Đấy. Và đặc biệt là nó có những hệ thống kèm theo, ví dụ là khi mà chúng ta đi trước mặt của một chiếc xe máy kìa, đó, tạt ngang đầu đi, thì chúng ta không thắng kịp hoặc thắng không đủ lực á, thì nó sẽ có một cái lực thắng phụ, phụ thêm chúng ta, sẽ rất là an toàn các bạn. Hoặc khi mà chúng ta đi qua những cái đèo gắt, ví dụ như đèo Bảo Lộc, ta ôm cua sẽ có một cái cảm giác rất là chắc xe. Nhờ vào hệ thống cân bằng điện tử tích hợp chống trượt. Và hơn nữa là xe C180 AMG này nhờ vào cái hệ thống treo thể thao được trang bị so với hệ thống treo thể cũ, nên là nó sẽ còn đậm hơn các bạn.
rất là êm luôn. Mình vừa đi qua những cái gờ êm các bạn. Mình tưởng tượng trong đầu là hệ thống treo thể thao sẽ cứng hơn một chút so với hệ thống treo cũ, nhưng mà thực tế thì nó êm, nó vẫn là êm các bạn, chứ không có cứng hơn. Nhờ vào cái lốp dày nữa à. Kích thước mâm được tăng lên từ 17 lên 18, đồng nghĩa với việc là cái lốp sẽ mỏng đi, nhưng mà vẫn rất êm. Lốp mỏng đi thường thường sẽ sốc hơn, nhưng mà thực tế vẫn rất êm. Đấy, rất là êm luôn. Mercedes rất là hay là cho dù trang bị gói AMG thể thao có gì đó hầm hố hơn, nhưng theo mình thì cái kiểu xe này với cái gói AMG vẫn rất là thích hợp với khách hàng nam cũng như là khách hàng nữ. Ok, chúng ta đã cùng nhau đi qua chi tiết và trải nghiệm một vòng chiếc C180 AMG này. Các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Hãy cho mình lắng nghe ý kiến của bạn bằng cách comment ở phía dưới video này. Và nếu thấy clip hay, cho mình một like, nhấn vào nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nha. Và ở thời điểm hiện tại thì mình quay cái video này, chiếc xe vẫn chưa được ra mắt ở Việt Nam. Mình chỉ có được thông tin cái giá tạm tính là 1.499 thôi. Không biết khi mà ra mắt vào ngày 8 tháng 3 tới đây thì không biết cái giá này có chính xác hay không. Thì mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Và chiếc xe này có sẽ lái thử các bạn, mình sẽ phục vụ lái thử các bạn tận nhà các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo nha. Bye bye.